MS Global dựa trên công nghệ blockchain. MS Global cung cấp sự độc lập về tài chính và cung cấp cho mỗi người một ngân hàng riêng biệt nằm ngay trong túi. Ứng dụng MS Global sẽ cải thiện đáng kể việc tích hợp các dịch vụ tài chính và nhân quyền về tự do tài chính. Nó sẽ cho phép mỗi đối tác mirrorless và chủ sở hữu của ứng dụng MS Global cất giữ an toàn và gửi tiền ở bất kỳ đâu trên thế giới bằng bất kỳ loại tiền nào. Phổ cập các dịch vụ tài chính có thể làm giảm mức độ nghèo đói trên phạm vi toàn thế giới. Năm 2022, cổ phiếu mirrorless sẽ được IPO, mang đến cơ hội giao dịch cổ phiếu công ty trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới. Do đó, vốn hóa của công ty sẽ tăng hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Phiên bản mở rộng của MS Global sẽ có tên là MS Trade, ở định dạng ứng dụng di động, được thiết kế đặc biệt cho điện thoại thông minh và máy tính bảng dựa trên hệ điều hành iOS và Android, sẽ cho phép bạn giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, tài chính, tiền điện tử lớn nhất từ mọi nơi trên thế giới và nhận các tín hiệu nhanh nhất và chính xác nhất để giao dịch tự động. MS Global, tin cậy và tuyệt vời chỉ với một lần chạm.